mà ăn trực á là thấy ngon hết thảy luôn mà chồng vào. Con ăn 3 tiếng rồi. Con nấu cái gì cũng ngon. Ăn là cho nhịn đói luôn. Mua gừng về kho gà. Chị Mai đi học về lúc nào vậy? Con về 1 tiếng. 1 tiếng à? Chào mừng quý vị và các bạn đang xem video trên kênh Hân Real Life. Hôm nay thì cùng Hân sẽ làm món gà kho gừng và món canh cải nấu với tôm. Thưa quý vị và các bạn, sau những buổi ăn gia đình và nhiều lần vào bếp nấu ăn, công Hân đã rút kết ra được một cái lý do rất là đơn giản mà nhiều người không để ý. Mặn quá, cay quá, lạ quá, không ngon. Quý vị, tuy chỉ là một cái lý do đơn giản nho nhỏ thôi nhưng cũng rất dễ dẫn đến những điều đáng tiếc xảy ra cho những cặp vợ chồng dù là Tây hay Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem video. 5 giờ chiều rồi mọi người, là bà xã thì khoảng tầm 5 giờ 45 thì về tới nhà, còn Như Mai thì nó về cách đây 1 tiếng rồi. Thảo Vi thì chưa về tới nhà, mỗi một đứa học khác lớp cho nên nó là thời khóa biểu đều khác nhau. Thì hôm nay công Hân cũng thèm cái món gà kho gừng cho nên nó là công Hân sẽ làm gà kho gừng và có thêm canh cải. Cải này mua ở tiệm Đại Thành Trung. Mình sẽ nấu canh cải với vài con tôm thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu nấu thì bà xã về thì cũng có đồ ăn nè. Mới đây mà trời tối thui rồi, nhanh thiệt mọi người. Tôm này thì mình mua là 1 ký là 21 đồng. 21 đồng thì xỉ là nó cũng khoảng tầm 500 mấy chục ngàn tiền Việt Nam 1 ký. Còn rau này á là 1 ký 7 đồng 9, 658 gram thì 5 đồng 2. Rau này là rau cải gì đó không, cũng không biết tên nữa. Nghe tiếng mở cửa lọc cọc ở ngoài, chắc Hà Vi nó về. Khi nó về là nó vô phòng nó học bài trước. Nó học bài xong cái mình nhờ nó đánh đờn giùm, đến chơi đờn piano để ghép vô nhạc để vô video. Cải nó xanh, nó vàng lá luôn, nó theo mùa thu luôn. Nói chung đó là rau củ ở đây nó cũng không có rẻ lắm cho nên nó là những cái lá mà vàng vàng như vậy nè, mình cũng không có bỏ đâu, mình cũng nấu ăn thôi, tại vì vàng chút xíu không sao. Đây những cái lá này nó cũng vàng vàng, trên mấy lá này xanh. Mấy cái rau này mùa này nó cũng hiếm á cho nên nó cũng khá là đắt, cho nên mình tiết kiệm chút xíu, tiết kiệm cũng tốt mà. Phải về chưa nấu xong nữa. Phải về thì chưa có làm tới đâu hết trơn luôn. Nãy giờ đi quay phim không có làm kịp. Chưa có bắt đầu nữa, mới có rửa rau xong. Mấy giờ rồi? Ồ. 5:40. 5:40 rồi. Nhanh thiệt. Mình tính làm cho kịp là trước khi phải về. Phải về sớm hơn chút xíu thì 20 kém hoặc là 10-15 kém 6 giờ là bà hay về tới nhà khoảng tầm đó. Nhưng mà nãy giờ cứ lại quay nói chuyện quay phim. Mình bứng ra ngoài mình làm, hai người trong bếp chặt chội. Hà Vi làm bài xong, Hà Vi đờn cho ba một bản nhạc nha, để lát nữa ba để vô trong video. Ok, cảm ơn.
Cách đây hơn 2 tháng Công Hân cũng có nấu món gà kho gừng này. Mỗi một lần nấu là đều khác nhau. Cách nấu món gà kho gừng của 2 tháng trước là như vậy nè. Món cánh gà kho gừng thì Công Hân đã chuẩn bị là 600g cánh gà mua siêu thị, đây là gà công nghiệp, và 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường, 1 củ gừng và 2 muỗng canh nước mắm. Sau đó chuẩn bị ướp gà. Một củ gừng sắc hình sợ bỏ vào dĩa. Cánh gà rửa sạch và tách nó ra làm đôi, cho nó nhảy lung tung trên miếng thớt, rồi dần dần nó sẽ bò vào trong thau trở lại cho vui thôi. Tất cả gia vị cho vào mỗi thứ một ít, rồi trộn đều lên để ướp, lắc lắc một cái. Cho một miếng dầu vô, cho tỏi ớt vào, cho gừng vào, xào qua xào lại, xào qua xào lại. Bỏ tất cả gà vô. Sau đó mình trộn nó, mình cho nó nhảy lung tung trong nồi luôn. Nó nhảy một hồi cho cánh gà nó săn đều lại. Bỏ nước nào vô, trộn đều lên. Những gia vị như là đường, bột ngọt, nước mắm còn lại mình cho vô chung một hỗn hợp, rồi mình chế vào trong chén. Rồi bây giờ mình đổ vô luôn một lúc luôn. Sau đó mình xào lên cho đều. Bây giờ mình chế nước vô, nước này Công Hân có pha một chút mật ong. Rồi bây giờ là mình chỉ có để cho lửa nhỏ và đến khi nó nước nó sạch sạch lại là ăn được rồi nhé. Khi gà bắt đầu xếp nước lại thì bắt đầu mình trưng bày ra, bỏ ra dĩa. Cho nước sốt vào, rồi bỏ thêm một chút gừng, chút ớt lên trên mặt để cho nó có thẩm mỹ. Thế là xong. Quý vị và các bạn thấy Công Hân làm cánh gà kho gừng có hấp dẫn không? Ừ, hết, cay quá, lạ quá, không ngon. Mặn, ngọt, lạc, mỗi lúc nấu đều khác nhau hết. Bởi vì Công Hân là thợ nấu chuyên nghiệp mà, lúc vậy lúc khác. Ngon cũng vẫn ngon, nhưng mà, mình ăn là luôn luôn ngon, mình tự nấu là luôn luôn ngon. Miễn sao mà con nó khen là được rồi. Mày ăn thấy ngon không? À, dạ, ngon. Thích ha? Dạ, con thích. Tưởng đâu là sẽ nhanh được ăn, vừa quay phim vừa nấu ăn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Từ lúc bắt đầu tới giờ, bây giờ là 7 giờ rồi. Bây giờ ăn được rồi đó, xong chín hết rồi. Avi, esse. Mãe, esse. Bữa ăn đơn giản là gồm có tôm nấu canh với cải, với cái này là gà kho gừng. Còn ở đây là một chén canh á, cái tô canh á của cái này mình để hai tô canh với lại một cái tô canh trên giữa này để mình dễ múc bằng cái giá mình trang. Mời quý vị nha, các bạn cùng ăn với gia đình Công Hân nhé. Chúc ăn ngon. Chúc ăn ngon. Cái này là ba kho với gừng á mày. Ừ. Ăn cũng cay cay đó, kho gừng á, mai ăn không được thì khỏi ăn, gừng thì ăn tốt lắm á. Gừng nó yến ve. Dạ, ăn nó ấm cái bụng á. Mùa này là lạnh đó, mình ăn nó ấm tốt. Ăn được hả? À, Vy ăn gà kho gừng thấy sao? Được không? Dạ, ngon hả? Khi mà mình vào bếp á, mình nấu những cái món ăn của Việt Nam mà con mình nó ăn á, nó thích mà nó khen ngon, nó khoái là trong lòng mình rất là vui luôn. Bởi vì khi mà mình vào bếp mình nấu ăn á, mình mới biết được cái cảm giác của những người mà người ta làm bếp, người ta nấu ăn cho gia đình ăn. Rất là vui trong lòng luôn. Bởi vì mọi người mà ăn á, mà
chê khen mà vợ nấu và việc nấu món Việt á mà ngon hết hết sảy con công Hăng đi từng nhà mà ăn trực á mà thấy ngon hết sảy luôn mà chồng vẫn còn chê là ăn không ngon không thích, có lẽ là ăn nhiều quá ngán hay sao á, cho nên đó là mấy bà nấu ăn cho chồng á thì nấu ăn cũng chừng mực thôi, đừng cho ăn nhiều quá ngán á. Mà công nhận dạo này công Hân nấu đồ ăn cũng ngon thiệt á, nấu lên tay rồi. Mày ăn thấy ngon không? Thích ha? Ok. Rồi vui. Nào biết. Thấy ngon không? Tú ngon không? Ngon. Có cần nêm nếm lại không? Good rồi. Yeah. Vậy là được ha. À, thế canh ngon không? Mình nấu cái gì cũng ngon. Ngon ha. Ừ. Cảm ơn. Không ngon là cho nhịn đói luôn. Giỡn thôi, làm gì cho nhịn đói được. Hà Vy nghỉ ăn rồi hả? Dạ. No vậy ăn mới có chút xíu mà no. Hà Vy ăn mấy chén vậy? Hai chén không? Mai thì ăn mấy chén nãy giờ? Con ăn 3 chén rồi. Bên ba với mama còn nè. Mai thì ăn với Hạ Vy hơi sắp hết dĩa rồi. Hai đứa ăn cũng dữ ha. Tuổi ăn mà. Còn có gừng không à? Nói chung là do mình cứ quay phim nhiều quá cho nên nó là ăn chậm hơn tụi nó là phải rồi mọi người. Bên đây gừng nhóc hết trơn. Ngon quá. Nãy mày nói gì, mày định lấy gà này theo để ngày mai đi học đó, ăn hả? Giờ còn gì đủ ăn không? Ok. Không có chi. Lát nữa mai tự lấy cái này vô hộp nha, để mai ngày mai đem theo ăn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi xem video. Xin chào tạm biệt.